Xin chào các bậc phụ huynh, cô xin chào tất cả các bé. Hôm nay, tôi rất vui khi được đồng hành cùng các bậc phụ huynh hướng dẫn trẻ một hoạt động tạo hình với đề tài vẽ thuyền buồm. Để thực hiện tốt hoạt động này, các bậc phụ huynh cần chuẩn bị cho các bé những đồ dùng sau. Giấy vẽ, bút chì, sáp màu. Khi trẻ thực hiện, các bậc phụ huynh lưu ý nhắc nhở trẻ ngồi thẳng lưng, đầu hơi cúi, tay phải cầm bút, cầm bằng ba đầu ngón tay, tay trái giữ giấy. Ngay bây giờ, xin mời các bậc phụ huynh và các bé xem phần hướng dẫn sau nhé. Để vẽ được bức tranh thuyền buồm, trước tiên ta vẽ hai nét ngang song song với nhau. Nét ngang phía trên dài hơn nét ngang phía dưới. Sau đó, nối hai nét ngang song song với nhau bằng hai nét xiên để tạo thành chiếc thuyền. Phía trên chiếc thuyền, ta vẽ hai nét thẳng để làm cột buồm. Tiếp theo, vẽ các nét xiên để tạo thành cánh buồm. Ta đã được một chiếc thuyền buồm rồi. Để cho bức tranh thêm sinh động, chúng ta vẽ thêm mặt nước biển bằng các nét cong nối liền nhau và các nét cong nhỏ tạo thành sóng nước. Phía trên, ta vẽ một nét cong để tạo thành ông mặt trời. Các tia nắng, vẽ các nét xiên. Những đám mây, dùng các nét cong nối liền nhau. Để tạo thành đám mây cho đẹp. Bây giờ, ta đã được bức tranh vẽ thuyền buồm rồi. Để bức tranh thêm đẹp, chúng ta cần phải tô màu. Màu nâu để tô chiếc thuyền. Khi tô, chúng ta lưu ý tô từ trên xuống dưới. Tô thật đều tay. Không được chầm màu ra ngoài. Tô xong chiếc thuyền, chúng ta tô đến cánh buồm. Cánh buồm bên trái, ta chọn màu đỏ. Cũng tô từ trên xuống dưới. Tô thật đều tay. Tô thật trùng khít, không để chòm ra ngoài, không để hở phần trắng. Cánh buồm bên phải, ta chọn màu xanh lá cây.
đã tô xong chiếc thuyền buồm rồi. Bây giờ ta sẽ đi tô sóng biển bằng màu xanh nước biển. Tô từ trên xuống dưới. Bây giờ ta sẽ tô ông mặt trời bằng màu đỏ. Tia nắng tô màu vàng. Mây là chọn màu xanh. Và đám mây tiếp theo ta chọn màu hồng. Bây giờ ta sẽ tô nền bầu trời bằng màu vàng mà tô nhạt. Là ta đã hoàn thành xong bức tranh vẽ thuyền buồm rồi. Các bé thấy có đẹp không nào? Vừa rồi, phụ huynh và các bé đã được quan sát phần hướng dẫn vẽ chiếc thuyền buồm. Ở nhà, phụ huynh hướng dẫn các con học, lên động viên, khích lệ cho các con hứng thú tham gia vào tiết học. Khi vẽ xong, các bậc phụ huynh quay video, chụp ảnh gửi cho giáo viên. Giáo viên rất vui khi nhận được sản phẩm của các con. Giờ học đến đây là kết thúc rồi.
Xin chào các bậc phụ huynh, cô xin chào tất cả các bé.